Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là tình hình dịch Covid đang rất là căng thẳng nha. Đây, ngày 6 tháng 8. Hiện tại thì bây giờ mình đang đi về quê rồi nha các bạn. Mà xe thì đã bị hư rồi, thì tí nữa mình sẽ nói về vấn đề này cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Xe mình thì hiện tại bây giờ là đã chạy được 57.000. Xe không bị đâm đụng, không bị sụp ổ gà gì hết trơn á, mà về tránh dịch Covid sao tự nhiên tới giờ thì chạy nó kêu lụp cụp nha các bạn. Nè, thì ở đây mình sẽ test luôn cái hệ thống vô lăng, coi thử có bị vô lăng hay không nè. Nè, sẽ kéo kiến lên cho các bạn dễ nghe nè. Nè, đánh hết vô lăng nè. Thấy không? Vô lăng không có phát sinh ra tiếng động, tiếng kêu gì hết nha các bạn. Thì mình thì cái kiến thức mà về cái hệ thống khung gầm thì mình không có rành lắm, nhưng mà mình đủ để biết và đủ để phân biệt được là nghi là nó mắc những cái bệnh gì. Nè, đánh vô lăng rất là êm. Nè, và xe chạy á, như các bạn đang thấy đây là xe đang chạy ở đường bằng phẳng và đi với tốc độ rất là chậm. Mình đang đi có 10 cây số giờ thôi. Nè, các bạn sẽ lắng nghe thiệt kỹ nha. Nó có một cái tiếng kêu lộc cọc ở phía cái dàn khung gầm ở phía cái bánh trước á. Nè. Nè. Mình chạy nhanh nhanh tí nữa. Đó. Đấy, các bạn đã nghe rõ chưa? Đó. Nó kêu lộc cọc như vậy, và cái tình trạng này mà mới vừa bị luôn. Tự nhiên xe mình để không có đi đâu hết. Cái bây giờ lấy ra chạy thì lại bị như vậy. Đó, và cái bệnh này nó cực kỳ khó chịu luôn. Nếu anh em đi á, mà anh em hay mở nhạc nhiều á, cứ lên xe là bật nhạc á, thì anh em sẽ không phát hiện được cái tiếng kêu này đâu. Đó. Không, nó kêu rất là đều và kêu kêu hầu như là liên tục luôn, không có bị ngắt quãng. Đó. Cứ lục cục đâu á, phía dàn gầm cái bánh trước á, thì mình đang nghi là nó bị bể bạc đạn hoặc là nó bị lỏng cái giống như cái trục để lái á, gọi là cái routine hay mày ơi gì đó. Thì mình không có rành lắm về cái những cái từ ngôn ngữ của những cái phụ tùng đó, nhưng mà biết chắc chắn là không phải bị về cái vấn đề thước lái rồi. Thì bây giờ mình đang trên đường chạy ra cái gara ở gần nhà các bạn, ở gần nhà mình luôn nè. Thì để cho cái anh gara đó ảnh kiểm tra coi thử là xe bị như thế nào, thì khi đó mình sẽ nói cho các bạn biết luôn nha. Đây là cái lần đầu tiên mình bị những cái căn bệnh như vậy, và chắc có lẽ là sẽ có nhiều người bị những cái loại bệnh tương tự như thế này. Thì để cho anh em biết cách mà phân biệt được nó bị bệnh gì. Thì lần đầu tiên bị thì anh em hãy trước tiên, và cái quan trọng nhất là cái hệ thống thước lái, thì anh em hãy kiểm tra cái thước lái đầu tiên. Đó, sau khi kiểm tra thước lái ok như hồi nãy mình có test đó, thì đánh lái không kêu rồi, không có vấn đề bị lệch, bị nhau, bị lệch lái qua bên trái hay bên phải gì hết á, thì chúng ta sẽ loại trừ cái hệ thống thước lái ra. Thì chỉ còn những cái bộ phận khác, ví dụ bạc đạn đồ linh tinh này nọ, thì bây giờ không biết là sửa bao nhiêu tiền. Thì bây giờ mình sẽ chạy ra cái gara gần nhà này. Thì khi xe chúng ta bị những cái vấn đề gì đó mà liên quan tới trục bánh rồi, anh em hãy nhớ cẩn thận nha. Lưu ý là để chạy với một tốc độ chậm thôi, để có vấn đề gì á thì mình còn xử lý kịp. Ví dụ đang chạy mà xui xui nó lại mất lái nữa thì lại khổ. Nãy giờ nè mình chạy tốc độ 20-30 cây số giờ. Nè, anh em nghe kỹ lại lần nữa nè.
thấy chưa, nó kêu dã man luôn. Và hiện tại mình đang ở ngay tại cái gara gần nhà nha các bạn. Đó, đây gara cũng nhỏ ở khu vực trên mình thôi. Đây đường trước nè, kho hàng. Thì anh chủ gara đang chạy test thử chiếc xe mình, coi thử là nó bị cái bệnh gì. Thì hồi nãy đi vô trong này thì có kiểm tra sơ, vẫn chưa phát hiện ra bệnh. Thì giờ xe mình ảnh đang chạy để coi thử là nó bị cái vấn đề gì, để về xem thử tình hình nó như thế nào nha các bạn. Thì mình sẽ quay tiếp tục cái video này cho các bạn xem nha. Và sau khi test xe về thì đang nghĩ là cái bánh bên này có vấn đề gì đó. Thì bây giờ đang tháo cái bánh ra để kiểm tra nha các bạn. Nổ máy lên thì im ru không kêu, và đánh vô lăng tại chỗ cũng không kêu. Nhưng mà khi chạy thì sẽ phát sinh ra tiếng cọc 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 rất là đều luôn, chứ không phải là xe chạy qua ổ gà nó mới kêu nha các bạn. Chạy bình thường nó vẫn kêu. Vâng, xin chào các bạn. Thì sau khoảng một thời gian kiểm tra thì cuối cùng đã phát hiện ra bệnh rồi các bạn ơi. Nguyên nhân do đâu thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn. Anh chủ gara đã chui xuống gầm kiểm tra hệ thống mặt đạn bi, bánh, mayer cũng như là các routine thì đều ok hết, và trợ lực lái cũng ok, hệ thống máy móc cũng ok hết. Và cuối cùng bị một cái bệnh mà dở khóc dở cười đó, đó là bị lỏng một con ốc của cái bánh trước các bạn ơi. Ốc bánh trước nó bị lỏng cho nên khi chạy á thì nó sẽ kêu cụp 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 đó. Thì bây giờ thì sau khi kiểm tra và siết ốc đồ lại thì cái tiếng kêu đó đã không còn nữa nha các bạn. Rất là ok. Đó, không còn cái tiếng kêu đó nữa. Đó. Và đây là một cái bệnh rất là đơn giản, nếu như anh em nào mà bị cái trường hợp y chang như xe của mình á thì kiểm tra theo cách đơn giản như mình và luôn kiểm tra luôn cái hệ thống ốc của những cái bánh xe nha các bạn. Đó, đôi khi ốc nó bị lỏng thì nó vẫn phát sinh ra cái tiếng kêu đó. Thì nếu như mà anh em kiểm tra xong hết siết ốc rồi vẫn bị kêu thì hãy chạy ra gara gần nhà để chúng ta tiến hành là kiểm tra tới những cái phần khác. Ok, thôi bây giờ mình sẽ chạy vào gara và báo lại cái tình trạng là xe hết bị kêu rồi để cho anh chủ gara yên tâm nha các bạn. Thì bây giờ mình đã về tới gara rồi nha các bạn. Thì sau khi kiểm tra thì cuối cùng là bị cái phần bánh ở phía bên này, cái phần hồi nãy mình có quay đó, là tháo cái bánh này ra thì phát hiện là nó bị lỏng những cái con ốc này nè. Tại vì cái này là lúc trước là đi xe bị lủng bánh thì mình có đậu ở cái lề đường và thay lớp dự phòng vào thì siết lại, thì đi cũng vài tháng thì tự động ốc nó sẽ bị tuôn ra. Thì cái vấn đề này anh em hãy lưu ý cái vấn đề ốc những cái bánh xe này nha. Ốc lỏng thì nó cũng sẽ phát sinh ra cái tiếng kêu lọc cọc rất là khó chịu. Còn những cái hệ thống khác thì đã được kiểm tra toàn bộ hết rồi, không có vấn đề gì hết. Bây giờ mình đang tiến hành là thay nhớt luôn. Sẵn đây thì thay nhớt luôn. Thay nhớt, thay lọc luôn nha các bạn. Thì sau khoảng thời gian kiểm tra và thay nhớt đồ xong hết rồi nha các bạn. Thì bây giờ xe đã hoạt động lại bình thường rồi. Đó. Không có nghe được một cái tiếng kêu nhỏ nào nữa hết á. Ghê nha. Cái bánh xe nó chỉ cần hơi lỏng ốc một tí xíu thôi là nó cũng đã tạo ra một cái tiếng kêu rất là khó chịu khi lái xe rồi các bạn ơi. Và đường xá bây giờ thì rất là vắng, tại vì đang là dịch bệnh Covid, cho nên là ở khu mình đây thì đã lock hoàn toàn rồi, không cho xe chạy đi huyện này qua huyện kia rồi nữa. Lock hoàn toàn rồi nha các bạn. Cho nên là đi kiểm tra xe thì ở gara gần nhà mình thôi. Ok, mình xin phép được kết thúc video tại đây.
và cảm ơn các anh em đã luôn quan tâm theo dõi những video của mình. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm và mẹo vặt chia sẻ của mình gửi tới những anh em nào đang sở hữu xe và có những cái loại bệnh tương tự như thế này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.